Thời tiết rất đẹp, bắt đầu nghe nhạc xuân được rồi các bác ạ. Giàng đang mở test vào mỡ âm ly Sansui 3.7D. Đợt này về được mấy con nữa. Đang bọc ni lông này các bác nhá. Dòng này dòng xuất âm tụ thì chất âm quá mỹ mãn rồi. 8 sò sắt phía sau và 2 con ở trong. Bán chỉ 7 triệu đồng cho nó thôi. Là âm thanh quá trong và rất căng, âm thanh phải nói là trong veo luôn, đúng chuẩn dòng xuất âm tụ. 8 con sò sắt phía sau, 2 con ở bên trong, pre in out đầy đủ nha. Dòng này thì bao anh em ghép loa nó khỏe lên là các bác nghe các thể loại nhạc cũng đều ok. 3 núm chỉnh bát, chỉnh tép, chỉnh mid, có nghĩa là chỉnh full luôn, cầu loa cộng B, bát chép, lao lướt, cắt tần, không thiếu cái gì. Trong trẻo xuất sắc, ngọt ngào, nghe lâu vẫn thấy muốn nghe thêm. Mơ giấc mộng yên ương, có đôi cánh đẹp tím. Cái mặt màu đen nên là nó cứ hay có vết lau chùi nha, vết nó cứ bám bụi lau chỗ này lại sang chỗ kia, nó khó là nói chung là đẹp lắm. Giá 7 triệu đồng cho anh em, giá tại cửa hàng. Một con âm đi xuất âm tụ hàng hiệu đây các bác nha. Dòng này thì quá gấu cũng như là hàng hiệu luôn rồi nha. Nếu so sánh sang ngang thì các bác thấy giá nó quá ảo luôn. Phải nói là giá quá ảo vì con này bán giá 7 triệu là quá ảo với cái chất của nó.